Xin chào các nàng, hôm nay Mai Phan xin được gửi đến các nàng một phong cách trang điểm cô dâu thật là ngọt ngào và lãng mạn cùng với Tony Hồng bắt theo nhé. Với làn da khô như thế này, Mai dùng dưỡng da Cetaphil thoa đều khắp khuôn mặt và vỗ nhẹ cho dưỡng ẩm thẩm thấu giúp cho da mặt thật là mềm mại. Tiếp đó là nền CC Cream Skin Care mỏng mịn và phù hợp với làn da khô. Ưu điểm của sản phẩm này là dòng dược phẩm không bị nhiều trì, cho nên làn da được bảo vệ rất tốt. Chậm nền lên các vùng trung tâm của gương mặt, sau đó dùng bông tán nền đều khắp khuôn mặt. Các bạn chậm đều tay để lớp nền thật là mỏng và mịn nhé. Mai dùng kem nền màu nâu đậm, chậm một chút ra tay, tan cho hai bên cánh mũi thon gọn. Làm như vậy ta sẽ có sống mũi cao và tự nhiên hơn rất nhiều. Phấn khoáng mát số tối tan cho vùng xương hàm và góc má giúp cho khuôn mặt thêm thon gọn hơn. Mai dùng phấn MAC NW số 10 cho vùng chữ T và C. Tuy loại này không thuộc dạng phấn highlight nhưng nó lại rất là sáng và mịn, rất hợp với thời tiết mùa hè và không gây bóng dầu. Mình rất là mê em này đó. Để giữ cho lớp nền được bền chắc, Mai phủ phấn bột Etrepel cho toàn khuôn mặt. Các bạn chậm kỹ cho những vùng khóe mắt, khóe mũi, tránh tình trạng phấn thiếu và nền bị ướt sẽ không giữ được lâu mà lại tự tạo thành nếp nhăn. Với cặp lông mày mờ nhạt như thế này, Mai dùng chì Sumura màu xám tương tự như màu lông mày thật tạo dáng cho lông mày. Các bạn nhẹ tay tan cho cặp lông mày thật là mềm mại và lưu ý vẽ thật nhẹ cho phần đầu lông mày giúp ta có được khuôn lông mày tự nhiên nhất. Và bay mắt sẽ giúp cho màu mắt bám tốt hơn và lên đúng màu. Sử dụng màu má hồng cam có ánh nhũ nhẹ của MAC tan cho phần bầu mắt. Tuy không phải là màu mắt nhưng hạt nhũ lại rất mịn và màu sắc nhẹ nhàng dễ dùng, các bạn hãy thử nhé. Mai chọn màu nâu nhạt tan bám sát phần đuôi mắt rồi từ từ tan lên hốc mắt, ôm gọn bầu mắt và tan cho cả 2/3 đuôi mắt dưới nữa nhé. Tan từ từ và nhẹ tay để màu mắt được bám mịn và không bị bệt màu. Dùng cây cọ tròn nhỏ nhấn thêm màu nâu đậm cho phần đuôi mắt, thêm sâu hơn và hút hồn hơn. Tan mắt xong, Mai dùng gel kẻ mắt Tony Moly màu nâu sẽ cho ta đường eyeliner thật là tự nhiên. Các bạn kẻ sát chân mi trên và kẻ 1/3 đôi mắt dưới nữa nhé. Kẹp mi cong chút mascara cho mi thêm dày và giữ cho mi cong không bị duỗi nữa.
mình sẽ kẹp cong mi giả rồi cắt bỏ phần chân mi, sau đó mới gắn lên mắt. Như vậy ta sẽ có cặp lông mi thật là tự nhiên và khi gắn lên mắt cô dâu sẽ không có cảm giác khó chịu khi phải gắn mi giả. Sau đó chúng ta chuốt mascara thêm lần nữa để mi giả và mi thật được sát vào nhau và còn tăng thêm độ dày cho mi mà vẫn rất là tự nhiên ạ. Và bước cuối cùng cho phần mắt, Mai chấm thêm màu đồng nhũ cho phần đầu mắt được sáng và long lanh hơn. Như vậy là mình đã hoàn thiện cho đôi mắt rồi. Màu hồng tô hết phần viền môi, màu này khá là ngọt ngào cho các nàng dâu trong ngày cưới. Má hồng cũng chính là màu Mai đã sử dụng cho phần bầu mắt lúc trước. Mai tan nhẹ một chút cho phần gò má, giúp cho khuôn mặt thêm tươi tắn và rạng ngời. Cuối hoàn thiện cho gương mặt, Mai thêm chút highlight nhũ ngọc trai cho những vùng như phần trên gò má, sống mũi, trán và cằm, giúp da mặt bắt sáng và mộng mị hơn nhé. Vậy là Mai đã kết thúc các bước make up rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé.